Thưa quý vị, đây là hình ảnh vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực phía nam bang California của nước Mỹ trong những ngày vừa qua. Đám cháy bùng phát và lan nhanh ngoài tầm kiểm soát, thiêu rụi hơn 130 ngôi nhà. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương trên một ngọn núi ở Moore Park, cách thành phố Los Angeles 60 km về phía tây bắc. Sở cứu hỏa địa phương cho biết ngọn lửa đã lan rộng trên diện tích hơn 42 km2 và đã tiến vào khu vực ngoại ô của thành phố Camarillo, nơi có khoảng 70.000 cư dân đang sinh sống, hơn 10.000 người phải đi sơ tán. Hiện lửa vẫn cháy ở nhiều khu vực, khói dày bốc lên cao hàng chục mét, bao phủ toàn bộ khu dân cư, hạn chế tầm nhìn của lính cứu hỏa và người dân. Thưa quý vị, một quán cà phê đặc biệt có tên gọi là Lama tại thủ đô Tripoli của Libya đã thu hút sự chú ý bởi là thiết kế độc đáo và được xây dựng hoàn toàn từ vật liệu tái chế. Quán cà phê này không chỉ là nơi để thưởng thức cà phê mà còn là biểu tượng của ý thức bền vững và tình yêu với môi trường. Quán cà phê Lama theo tiếng Ả Rập có nghĩa là nơi tụ họp, được thành lập bởi kiến trúc sư Berway, người luôn mong muốn mang lại tư duy mới về tái chế và bền vững ở Libya. Đối với Berway và đội ngũ của ông, đây không chỉ là công việc xây dựng một quán cà phê, mà còn là cách để truyền cảm hứng cho tư duy sống xanh, một điều rất cần thiết tại quốc gia đang còn chịu nhiều ảnh hưởng từ xung đột kéo dài. Chúng tôi sử dụng những vật liệu bỏ đi trên đường phố, chẳng hạn như cao su từ lốp xe, gỗ từ cây và chất thải từ các công trình xây dựng để tạo nên quán cà phê. Ý tưởng này nhằm cho mọi người thấy rằng những thứ bị vứt đi trên đường phố trông có vẻ xấu xí hoặc vô dụng, thực ra vẫn có giá trị. Điểm đặc trưng của quán cà phê Lama là không gian sinh động với sự pha trộn của cây xanh, các khung kim loại treo lơ lửng và những đường hầm trượt dành cho trẻ em. Theo ông Berway, mọi chi tiết trong thiết kế đều chú trọng đến yếu tố tái chế. Khách hàng khi bước vào đây không chỉ được thư giãn mà còn có cơ hội nhìn những đồ vật hàng ngày theo một cách khác. Bên cạnh không gian nghệ thuật thân thiện với môi trường, Lama còn tổ chức các hội thảo nghệ thuật cho trẻ em và có một thư viện nhỏ để mang lại một không gian giáo dục văn hóa cho cộng đồng. Tôi đến đây rất nhiều, hầu như mỗi ngày. Tôi yêu nơi này từ đồ ăn đến phong cách phục vụ. Tôi cũng đánh giá cao cam kết giảm thiểu rác thải của cửa hàng. Một ý tưởng thật là tuyệt vời cho môi trường sống của chúng ta. Đối với nhiều người dân địa phương, Lama là biểu tượng của sự hy vọng và sự đổi mới, là một nơi mà những vật liệu tưởng như vô giá trị được tái sinh và mang lại giá trị thực sự. Những hoạt động của Lama đang góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về tái chế và bảo vệ thiên nhiên, tạo tiền đề cho một Libya xanh hơn và bền vững hơn trong tương lai.